Xin chào mọi người, là mình Quê Japan đây. Hôm nay thì mình vừa có nhận được một cái hagaki của bên ngân hàng SMBC Mitsui Sumitomo. Và mình mở ra thì trong này nó có một cái ID cũng như cái mật khẩu người ta gửi cho mình để mình xác nhận mục đích sử dụng nhá. Cái này thì chắc là mỗi năm các bạn phải làm một lần đấy. Năm trước thì mình nhớ là bên Mitsui Sumitomo người ta có gửi cho các bạn một cái phong bì. Và trong đó có một mẫu giấy để các bạn ghi, các bạn có thể trả lời qua mẫu giấy hoặc là qua web. Để qua web thì người ta sẽ gửi cho các bạn một cái ID cũng như cái mật khẩu ấy. Tuy nhiên là năm nay mình thấy là người ta chỉ gửi cho mình một cái ID với cái mật khẩu thôi. Và trong này nó có cái mã QR, các bạn có thể quét vào đây để các bạn làm nhé. Bây giờ trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm trực tiếp luôn cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn không thể làm được thì các bạn có thể tham khảo cái video này của mình nhé. Và cái hạn của nó ở bên ngoài này mình thấy người ta có ghi là đến cuối tháng 11 năm 2022 là các bạn phải trả lời cho người ta cái mục đích sử dụng này. Và bây giờ thì mình sẽ lấy điện thoại ra và mình quét luôn cái mã QR này để mình làm luôn cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào làm nhé. Đầu tiên thì các bạn mở cho mình cái camera lên và các bạn chuẩn bị cho mình cái thẻ ngoại kiều nữa. Tí nữa mình sẽ phải chụp ảnh hai mặt thẻ ngoại kiều ấy cho người ta. Rồi bây giờ mình sẽ mở nó lên nhé. Đợi chút để mình mở camera quay lại màn hình cho các bạn xem đã. Rồi bây giờ thì mình sẽ quét cái camera vào trong cái mã QR này. Rồi, đây, các bạn kéo xuống dưới cho mình nhé. Nó có phần màu vàng ấy, thì các bạn tích vào đây, đồng ý với các nội dung ở trên này. Rồi, và kéo xuống dưới. Tiếp đến là nhấn vào xứ ghế cho mình này. Người ta nói là mình chuẩn bị nhé, cái tờ đầu tiên là cái tờ này, người ta gửi cho mình ấy. Và thứ hai là các bạn chuẩn bị cái link thẻ ngoại kiều ra. Thì mình chuẩn bị hai cái đó ra nhé. Đây, bây giờ mình sẽ vào nhấn vào xứ ghế nào. Các bạn nhập cho mình cái ID cũng như mật khẩu ở trong cái tờ giấy ấy, người ta gửi cho các bạn nhé. Nó toàn số, các bạn nhập cho mình. Mật khẩu cũng là số. Rồi, nhấn vào login nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu. Mình sẽ bắt đầu các bước 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đầu tiên là người nhập thì có phải là chủ của thẻ không? Nhấn vào hay nhé. Bây giờ đến phần họ tên, đến phần tên trên thẻ của các bạn ấy. Nhấn có dấu cách và dấn gen ca cự nhé. Cái này thì bình thường ấy, các bạn đánh chữ bình thường như thế này ấy. Ví dụ như mình đánh tên của mình đi thì nó sẽ bị lỗi. Bây giờ mình sẽ chuyển cái này sang cái chữ gen ca cự nhé. Cái này rất là lằng ngoằng luôn. Mình sẽ chuyển cái này sang, ví dụ như các bạn sẽ vào trong Google cho mình. Google này, các bạn đánh tìm cho mình cái hankaku kara zenkaku henka nhá. Đấy, đánh cái này ra. Rồi nó sẽ ra cái trang web đầu tiên đây, các bạn nhấn vào đây cho mình. Sau đó là các bạn nhập họ tên các bạn vào. Đó, các bạn sẽ kéo xuống dưới nhá. Mình để nhỏ nó ra. Các bạn kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy cái phần tên của mình ở bên trái này, trên ca cửa này. Các bạn nhấn vào chữ copy cho mình nhé. Copy nó vào. Sau đó là các bạn về lại cái trang web của các bạn này. Sau các bạn paste vào đây cái trên ca cửa nhé. Đó, nó sẽ được. Còn nếu mà các bạn đánh ngay như thế thì không được đâu nhé. Tiếp đến là mình sẽ đến katakana, tên katakana của mình nhé. Đánh dấu cách cho mình nhé. Rồi, cái phần dưới này thì nên y không cần đâu. Mình có rồi. Tên, tiếp đến là người ta hỏi là tên hợp đồng với tên các bạn có trùng khớp không? Hay nhá, mình không đổi tên thì mình vẫn thế thì mình nhấn vào hay. Tiếp đến là đến ngày tháng năm sinh thì các bạn nhập cho mình ngày tháng năm sinh các bạn vào. Nhá. Rồi, địa chỉ của các bạn nhé. Thì mình sẽ chọn ở New Home bên trái này. Và nhập cho mình cái địa chỉ của các bạn vào. Đầu tiên là 7 số mã bưu điện nhà các bạn. Rồi, nhấn vào kênh xa cửa này nó sẽ ra. Đúng thì các bạn tích vào đây. Đánh nốt cho mình nhé. Ví dụ đi. Rồi nhé, tên như thế này nhé. Tiếp đến là quốc tịch của các bạn này. Quốc tịch mình không phải là
quốc tịch Nhật thì mình sẽ nhấn vào bên trái này, Gaikokuseki. Sau đó là các bạn chọn cho mình cái quốc tịch các bạn vào. Đây, chọn cho mình Việt Nam vào nhé. Bể tôn 50, bể sẽ ở gần dưới ấy. Và đây, bể tôn 50 các bạn chọn vào đây. Mình có một quốc tịch thì mình chọn một thôi. Tiếp theo là đến tư cách lưu trú các bạn nhé. Đầu tiên là vĩnh trú này, du học sinh này. Và thời gian ngắn hạn thì mình không có ở đây. Nếu các bạn là du học sinh thì các bạn nhấn vào du học sinh cho mình. Đó, còn nếu mà các bạn ngoài ra các bạn các tư cách khác, ví dụ như là thực tập sinh này, hay là người ta gọi là kỹ sư này, hoặc là visa gia đình, thì các bạn chọn ở cái thứ tư cho mình nhé. Sau đó là các bạn sẽ đánh cái tư cách lưu trú các bạn vào. Các bạn không rõ thì các bạn mở nó lên, mở cái thẻ ngoại kiều các bạn lên đấy. Bên trong này nó có tư cách lưu trú thì các bạn viết đúng như cho mình thế này. Nó toàn chữ Hán thôi, các bạn nên nhớ được cái chữ Hán của các bạn, tư cách lưu trú các bạn vào. Ví dụ những cái tư cách lưu trú mà mình hay gọi là kỹ sư ấy, đó thì sẽ biết là ghi dư sự này. Rồi chấm cái đi. Jinbun Chishiki. Đó, chấm cái nữa. Kokusai Gyomu. Đó, đó là cái tư cách lưu trú này nhá. Hạn hết tư cách lưu trú là năm bao nhiêu? Ví dụ như là 2025 đi, tháng 2 đi, ngày 10 nhá. Đó, tiếp đến các bạn kéo xuống dưới cho mình. Cái này người ta hỏi là các bạn có thuộc vào trong cái liên quan đến chính phủ gì không, thì các bạn nhận tích vào phần không cho mình. Xin ai nhập số điện thoại cho mình nhé. Rồi, tiếp đến là các bạn sẽ nhập vào phần email cho mình hai lần nhé. Rồi, xong rồi thì các bạn nhấn vào xứ ghế cho mình để đi tiếp. Rồi, tiếp đến bây giờ người ta sẽ yêu cầu mình là chụp ảnh này, hai mặt nhé, mặt trước và mặt sau của thẻ ngoại kiều. Thì bây giờ các bạn sẽ chụp cho mình. Bây giờ mình sẽ chụp luôn này. Vào đây, các bạn có ảnh rồi thì các bạn chọn trong thư viện cho mình nhé. Còn không thì chụp ảnh cho mình. Rồi, nhấn vào sử dụng ảnh nào. Đợi nó đang loát một chút này. Rồi, tiếp theo mình sẽ chụp mặt sau nhé. Rồi, nhấn vào sử dụng ảnh cho mình. Rồi, xong rồi thì các bạn nhấn vào xứ ghế nào. Tiếp theo là hình thức công việc của các bạn là gì nhé. Nếu mà các bạn làm Arubaito hay là Haken hay là Shain ở bên trên. Còn tự kinh doanh ở bên dưới nhé. Tiếp đến là đây, cụ thể Kaisa-in này hay là Arubaito hay là Gakuse thì các bạn chọn cho mình vào nhé. Đến tên công ty là một các bạn vào. Các bạn đã nhập tên công ty các bạn cho mình. Rồi, đến nhấn vào xứ ghế cho mình nhé. Đây, đến là phần mục đích sử dụng thẻ của các bạn là gì. Nếu các bạn để sinh hoạt thì tích vào phần trên cùng cho mình. Và để nhận lương thì tích vào cái thứ ba nhé. Các bạn có thể tích được nhiều cái. Để tích lũy cũng được này. Tích vào đây. Để trong vòng 1 năm các bạn có sử dụng không? Thì mình nhói vào có đi. Ari đi. Cái phần tiếp theo này ấy, thì nó liên quan đến cái tổ chức. Cái này thì mình cũng không rõ đâu. Nhưng mà những cái tổ chức... Đây, ở trong này nó có những cái tổ chức gì đây này. Ngay tổ chức kinh tế như kiểu là Bắc Triều Tiên này, Iran này, Cuba đấy. Thì mình không có liên quan gì thì thôi, mình tích vào trong cái phần này này nhá. Thì mình cũng không rõ lắm đâu. Đây là tình trạng tài sản của các bạn như thế nào. Phần này thì các bạn nhấn vào đây cho mình. Hiện tại các bạn có bao nhiêu tiền thì các bạn tích vào đây. Cái phần này, tiền này, thẻ này thì mình không có tiền mấy thì mình tích vào cái phần ít nhất này. Chọn đây, nếu các bạn nhận lương ấy, tài sản đó thì ở đâu ra thì các bạn tích vào phần nhận lương này này cho mình nhá. Rồi, để kéo xuống dưới.
sẽ đến phần thu nhập của các bạn là bao nhiêu. Các bạn thu nhập bao nhiêu thì các bạn tích vào nhé. Rồi cái phần thu nhập này thì ở đâu ra? Nhận ở đâu thì nhận lương đi, phải nhận lương đi. Thế. Sau đó nhấn bật xứ ghế cho mình nào. Đây là phần thông tin nhé, các bạn xem lại thông tin cho mình. Tên này, ngày tháng năm sinh này, địa chỉ này, quốc tịch, tư cách lưu trú, hạn lưu trú, số điện thoại, email, một mặt, hai mặt thẻ ngoại kiều và tất cả những cái mà mình vừa mới nhập xong. Có vấn đề gì? Nếu mà các bạn có vấn đề gì sai thì các bạn nhấn vào siêu C cho mình nhé, siêu C để phải nhập lại ấy, lại phải chụp lại cái hai mặt của thẻ ngoại kiều này. Rồi mình nhấn vào phần Kononayo te siêu chữ sự lựa này. Người ta chú ý là sau khi mà các bạn nộp rồi ấy, thì các bạn không thể xác nhận hoặc thay đổi được cái thông tin này đâu nhá. Nhấn vào OK thì nhấn vào đây. Nếu mà không ken thì nhấn vào đây. Để xác nhận lại một lần nữa cho mình. Thì mình chắc không có vấn đề gì nữa đâu. Rồi, bây giờ các bạn kéo xuống dưới. Nhấn vào. OK, là người ta đã nhận xong rồi nhá. Rồi, đó là đã hoàn thành xong cái phần và xác minh mục đích sử dụng của thẻ SMBC. Và trong cái năm nay thì mình không thấy người ta có phần qua mẫu giấy nên mình sẽ làm qua cái online này luôn nhé. Rồi và đến đây thì mình xin hoàn thành cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.